Vào thời Hùng Vương thứ 6, có hai vợ chồng nọ có tiếng là Phúc Đức, nhưng lại chưa có lấy một mụn con. Một hôm bà ra đồng thấy vết chân to, liền đặt bàn chân mình lên ướm thử. Không ngờ về bà thụ thai và 12 tháng sau sinh ra một thằng bé mặt mũi khôi ngô. Hai vợ chồng mừng lắm, nhưng lạ thay, đứa trẻ cho đến khi lên 3 vẫn không biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi, cứ đặt đâu thì nằm đấy. Bấy giờ có giặc Ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta. Thế giặc mạnh, nhà vua lo sợ, bèn truyền cho sứ giả đi khắp nơi tìm người tài giỏi cứu nước. Đứa bé nghe tin, bỗng dưng cất tiếng nói: "Mẹ mời sứ giả vào đây." Sứ giả vào, đứa bé bảo: "Ông về tâu vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt, một tấm áo giáp sắt. Ta sẽ phá tan lũ giặc này." Xin chào tất cả mọi người. Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng từng nghe qua câu chuyện về truyền thuyết Thánh Gióng khi còn ngồi ở trong ghế nhà trường đúng không? Và ngày hôm nay, Tú đang có mặt tại cổng đền thờ Thánh Gióng rất là nổi tiếng tại Sóc Sơn. Và là một người con của Sóc Sơn thì hôm nay Tú sẽ cùng mọi người tìm hiểu kỹ hơn về khu vực này nhé. Mọi người hãy cùng theo chân mình để xem trong này có gì đặc biệt không nha. Let's go! Đền Gióng được nằm ở núi Sóc tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Là một quần thể di tích gồm đền Mẫu, đền Trình, đền Thượng, chùa Non Nước, chùa Đại Bi, hòn đá Trồng, nhà bia. Và không thể không nhắc tới đó là bức tượng đài Thánh Gióng được đúc bằng đồng nguyên khối. Quần thể di tích này đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử quốc gia. Như chúng ta nhìn thấy thì ở trong cổng đền có một đường thẳng dẫn vào và nó sẽ chia thành những cái nhánh nhỏ khác nhau. Chứng tỏ là ở trong này không chỉ thờ mỗi Thánh Gióng mà còn thờ rất là nhiều những vị thần khác. Ví dụ như ở đây, đây là đền Hạ. Đền Hạ thì thờ sơn thần, những cái thần linh ở đây cai quản ở khu vực này. Đền Hạ hay còn gọi là đền Trình được xây dựng với kiến trúc hình chữ nhị chia làm hai gian. Gian trước là tiền đường để người dân đến vái vọng thánh thần vương, gian sau là hậu cung dùng để thờ thổ thần và đặt bức tượng thánh thần vương. Đền Hạ được vua Lê Đại Hành cho xây dựng, đúc tượng để tỏ lòng tưởng nhớ đến công lao phù giá, báo mộng linh ứng của quan thần linh núi Sóc giúp đánh tan giặc Tống. Thần nhiều lần hiển linh, trợ giúp đánh giặc, chống thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản, được nhân dân suy tôn là thánh. Tượng thần nặng 7 tấn, trên mũ khắc 3 chữ Thánh Thần Vương. Ở sau đền Hạ thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với đền Mẫu. Đền Mẫu nơi đây thì tôi được biết là để thờ mẹ của Thánh Gióng. Đền Mẫu bắt nguồn từ một ngôi miếu nhỏ thờ mẹ sinh ra Thánh Gióng. Tương truyền sau khi đánh thắng giặc, Thánh Gióng cưỡi ngựa đến chân núi Sóc, thấy có giếng nước trong mát dưới tán cây đa già cổ thụ, nhớ quê nhớ mẹ, ngài xuống ngựa dùng nón sắt múc nước uống, gột rửa bụi trần, quay về phương Nam quê nhà, vái lạy mẹ, tạ ơn dưỡng dục sinh thành. Sau đó phi lên ngựa, lên núi đá Trông và bay lên trời. Tại đây, nhân dân cho lập miếu thờ người mẹ đã sinh ra Thánh Gióng. Đền Mẫu được chạm trổ hết sức tinh xảo. Phía trong đền có tượng Mẫu với nét mặt hiền từ khoan dung, sơn son thiết vàng. Bên ngoài là giếng Mẫu hay còn gọi là giếng Ngọc với màu nước quanh năm xanh trong mát rượi. Đền được xây năm 1643. Cách đền Mẫu một đoạn có khu vườn của mẹ Thánh Gióng, có tảng đá in dấu chân người khổng lồ đã từng dẫm nát vườn rau. Sau đó mẹ ngài mới đặt chân lên ướm thử, rồi có mang và sinh ra ngài. Sau khi chúng ta đi qua đền Hạ và đền Mẫu thì tiếp theo xin mời quý vị và các bạn đến với địa điểm, đó chính là chùa Đại Bi. Một ngôi chùa nhỏ nhưng mà có lối kiến trúc vô cùng độc đáo. Tiếp theo là chùa Đại Bi, ngôi chùa nhỏ nhưng có lối kiến trúc độc đáo với sơn đỏ, mái vòm uốn cong hai đầu và những hàng ngói phủ rêu cổ kính. Chùa Đại Bi được khuông Việt quốc sư Ngô Chân Lưu
sinh năm 933, mất năm 1011, tu từ thế kỷ thứ 10, và sau đó được Tỳ Gia Môn báo mộng, ngài đã rời lên ngang núi, xây và trụ trì chùa Non Nước. Ông là cháu đích tôn của vua Ngô Quyền. Thiền sư Ngô Chân Lưu có công chấn chỉnh văn hóa Việt, được Phật giáo thành quốc giáo, là người đầu tiên được phong tăng thống trong lịch sử. Năm 971, sư là nhà ngoại giao, nhà quân sự, nhà văn, thầy thuốc, nhạc sĩ, để lại nhiều nghiên cứu có giá trị. Thiền sư là người đã giúp vua Lê Đại Hành lập đàn cầu thánh gióng phù trợ đánh giặc. Sau khi đi qua đền Hạ, đền Mẫu và chùa Đại Bi thì địa điểm tiếp theo tôi muốn giới thiệu cho mọi người đó chính là đền Thượng. Đền Thượng thì chính là thờ Đức Thánh Gióng. Ở trong này mình có thể nhìn thấy ngay cửa vào, chúng tôi nhìn thấy đó chính là hai con rồng. Đền Thượng là nơi thờ Đức Thánh Gióng. Nhìn bên ngoài chúng ta có thể thấy thiết kế ở đền Thượng khác với những đền khác. Đền được xây thiết kế với bố cục hình chữ công, bao gồm tiền tế, trung tử và hậu cung. Ngay cổng có cặp rồng đá tạo sự uy nghi của đền. Đi vào trong đền có những bức hoành phi câu đối được sơn son thiết vàng. Có một đôi ngựa gỗ tượng trưng cho ngựa sắt mà Đức Thánh Gióng đã cưỡi để đánh đuổi quân thù. Hậu cung phía sau đặt tượng thờ Đức Thánh Gióng, được làm từ gỗ trầm hương, khoác áo bào. Bên cạnh là 6 vị công thần đã giúp ngài đánh đuổi giặc. Ngài thờ án hương được xây bằng vôi, mật mía, giấy bản, muối và đá núi. Đã qua 13 lần trùng tu, nhưng ngài thờ vẫn được giữ nguyên mẫu. So với đền Trình và đền Mẫu thì đền Thượng có thiết kế phức tạp hơn, mang đậm kiến trúc cổ của nhà Phật. Và địa điểm tiếp theo tôi muốn giới thiệu đến cho quý vị và các bạn khi đến tham quan đền Sóc, đó chính là chùa Non Nước. Chùa này thì được tọa lạc ở trên lưng chừng của núi Sóc. Theo sử sách ghi lại thì thiền sư Ngô Chân Lưu là vị trụ trì đầu tiên của ngôi chùa này, tức là cái vị thiền sư mà khi ở dưới chùa Đại Bi ngày xưa ngài ở đấy, và ngài được báo mộng và sau đó là ngài đã rời lên đây để tu hành, xây dựng chùa và tu hành ở trên này. Chùa Non Nước còn có tên chữ Hán là Sóc Thiên Vương Thiền Tự, ở độ cao 110m so với chân núi, nằm giữa núi hình vòng cung, ở thế long trầu hổ điệp, tựa như người ngồi trên ngai, nhìn xuống vùng hồ nước trong xanh và những xóm làng trù phú của xã Phù Linh. Khi đến với chùa Non Nước, du khách sẽ ngỡ ngàng trước sự hùng vĩ nhưng cũng rất thanh tịnh ở nơi đây. Ngay phía trước sân chùa là lầu chuông, có treo một quả chuông đồng lớn. Bên cạnh là nhà bia, nơi ghi công đức của những người đã xây chùa. Vị thiền sư trụ trì của chùa là Ngô Chân Lưu, thuộc thiền phái Vô Ngôn Thông đời thứ tư. Năm 971, ngài được vua Đinh Tiên Hoàng phong là Khuông Việt Thiền Sư. Đến cuối đời Lý, chùa có hai vị cao tăng trụ trì là thiền sư Trường Nguyên và thiền sư Nguyện Ngọc, thuộc trường phái Vô Ngôn Thông đời thứ 10. Chùa Sóc Thiên Vương Thiền Tự trải qua nhiều biến cố và chiến tranh tàn phá nên chùa đã bị chôn vùi hoàn toàn. Năm 2000, người dân mới phát hiện ra nền móng cũ và cùng với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng bằng tiền quyên góp của các Phật tử. Tòa chính diện có diện tích 260m², cao 14m. Bên trong có đặt một pho tượng Thích Ca làm bằng đồng nguyên chất, được nghệ nhân Vũ Duy Thuấn thực hiện tại tỉnh Ý Yên, Nam Định. Với trọng lượng 20 tấn đồng đỏ đúc nguyên khối, đài sen cũng đúc bằng đồng nguyên khối với trọng lượng 10 tấn. Tượng có chiều cao 5,3m, đài sen cao 1,35m, bệ đá cao 1,75m. Nếu tính tổng cả bệ đá thì đại tượng có chiều cao khoảng 8,4m. Trong chính điện có tới 80 cột lim, có chiều dài khoảng 13m, đường kính mỗi cây dài khoảng 34cm. Đây cũng là ngôi chùa có số cột lim trong chính điện nhiều nhất nước ta. Phía sau chính điện là nhà thờ tổ. Để lên nhà thờ tổ, du khách phải đi qua một trong hai cầu thang có mái ngói hình mũi hài. Đứng bên trên nhà thờ tổ có thể chiêm ngưỡng được toàn cảnh khuôn viên chùa Non Nước với mái ngói đỏ son, uốn cong hình rồng phượng nhiều tầng. Nhà thờ tổ thờ các vị có công và các vị sư trụ trì của chùa. Ở giữa ban thờ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ngay dưới là Hòa Thượng Thích Thanh Tứ và Hòa Thượng Kim Cương Tử. Bên phải là thờ Thiền Sư Khuông Việt, Thiền Sư Nguyện Học, Thiền Sư Trưởng Nguyên cùng các Hòa Thượng có công khác. Thank you.
Và điểm đến cuối cùng của chúng ta trong chuyến tham quan đền Sóc đó chính là tượng đài Thánh Gióng. Và để lên được trên tượng đài Thánh Gióng thì chúng ta đi gồm có hai con đường. Thứ nhất là chúng ta có thể đi đường bậc thang, thì chúng ta sẽ đi gồm khoảng hơn 2.000 bậc là chúng ta sẽ đến từ chân lên trên tượng đài. Và chúng ta có thể đi một con đường nữa là có thể đi được xe máy và ô tô di chuyển từ dưới lên trên này được. Và theo tôi được biết thì tượng đài Thánh Gióng này nặng khoảng 85 tấn và có chiều cao là 11,7 mét. Ngoài ra, bức tượng này còn được công nhận xác lập kỷ lục là bức tượng đồng to nhất Việt Nam. Đó, mọi người có thể nhìn thấy. Tượng đài Thánh Gióng được nằm trên núi đá chồng cao 297 mét so với mặt nước biển, là ngọn núi linh thiêng, nằm trong hệ dãy núi Tam Đảo, nơi tích tụ linh khí trời đất. Sau khi đánh tan giặc Ân, Thánh Gióng đến chân núi, cởi giáp sắt và bay lên trời để tưởng nhớ công ơn của Ngài. Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã làm lễ đặt bệ đúc tượng đầu tiên vào ngày 9 tháng 9 năm 2009 và đến ngày 19 tháng 5 năm 2010, tượng được rước lên trên đỉnh núi. Ngày 5 tháng 10 năm 2010, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức khánh thành tượng đài Thánh Gióng, tượng mô phỏng hình ảnh vị Thánh, tay mang tre ngà, thúc ngựa bay lên trời xanh. Nhớ xưa đang thủa chiều hùng, Vũ Ninh nổi đám, bụi hồng nẻo xa, trời thương Bách Việt Sơn Hà, trong nơi thảo mạc nảy ra kỳ tài, lên ba đang tuổi anh hài, roi vàng ngựa sắt ra oai trận tiền, một phen khói lửa dẹp yên, Sóc Sơn nhẹ bước thần tiên lên trời.